Ngày 8 tháng 11, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho hay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021, tổng kinh phí bố trí mua sắm cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là hơn 72,1 tỷ đồng. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã triển khai mua sắm hơn 62,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận chi không đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách hơn 477 triệu đồng. Trung tâm Y tế huyện Giang Thành chi không đúng 17,4 triệu đồng. Riêng Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc sử dụng kinh phí tài trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không đúng mục đích và mua sắm không đúng dự toán được duyệt. Theo kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 có sai phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý tài chính ngân sách đối với tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch huyện. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 có xảy ra sai sót. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Trung Tấn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên, nay là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, trong đó có việc để xảy ra xung đột lợi ích. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các ông Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, Trương Hoàng Đức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, nay là Trưởng phòng Chứng chỉ, Hành nghề và Bảo hiểm Sở Y tế tỉnh, Huỳnh Đức Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện An Biên, nay là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Biên, Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Lê Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, Nguyễn Văn Tại, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Minh, Hồ Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Giang Thành, Nguyễn Viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương, Nguyễn Văn Trực, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất, Bùi Công Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hiệp, Hà Văn Nhân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, Lê Văn Nhì, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Dòng Riền. Kết luận thanh tra cũng đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.